cách để làm đất trồng cây đẳng sâm hay còn gọi là đẳng sâm. Xin chào bà con, chào các bạn, tôi là Biên. Như thường lệ, tôi là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo và là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cây giống và cung ứng cây giống cho bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của trung tâm cây giống Tam Đảo và đến với chuyên mục chuyển đổi cây trồng. Thì cho đến những năm gần đây ấy, thì là cây dược liệu nó đóng góp vai trò rất là lớn và nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con. Chính vì thế tôi sẽ làm những cái video thực tế nhất về cái mô hình trồng cây dược liệu, cây đẳng sâm hay còn gọi là đẳng sâm. Đó. Thì bà con có thể nhìn thấy ở đây thì chúng tôi cũng đã trồng rồi và tuy nhiên đã phủ bạt lưới nhưng nó vẫn có cỏ. Và để giải quyết vấn đề này thì chúng tôi cũng đã phải nhờ đến bà con tại khu vực Hà Giang này để làm và chăm sóc thường xuyên. Ở đây có các cô. Đây là vùng dưới, vùng trên kia thì hôm trước tôi cũng đã quay rồi. Trong thời gian qua thì có khá nhiều bà con gọi điện cho tôi không hiểu được cách trồng cây kiểu gì. Ở đây có bác ở bên xã cũng xa theo dõi và học hỏi cách trồng cây này. Nhiều người cũng hỏi tôi là cách trồng như thế nào. Thì thay vì bà con gọi trực tiếp để tôi hướng dẫn thì nó khó mường tưởng ra, thì tôi quay trực tiếp như này để bà con hình dung ra cái cách trồng. Sau đó thì bà con gọi điện trực tiếp cho tôi thì tôi sẽ hỗ trợ cách xử lý đất như thế nào, rồi sau đó chúng ta trộn như thế nào để cho nó đảm bảo yếu tố là phát triển cái cây đẳng sâm hay còn gọi là đẳng sâm nó tốt nhất. Đây là ông anh tôi đang hướng dẫn cách nhổ cỏ để loại bỏ những cái cây nó xung quanh cây đẳng sâm này, hạn chế nó thu hút chất dinh dưỡng từ đất để tiết kiệm để cho cây nó phát triển tốt hơn. Mục tiêu là chúng ta thu củ sớm. Cái đẳng sâm này nó thu hoạch chỉ trong vòng 1 năm thôi. Đấy, các bác chúng ta cũng lưu ý như vậy là chúng ta phải nhổ như thế này. Đây đang hướng dẫn trực tiếp các anh chị em bà con ở đây để chúng ta quan sát người trực tiếp chăm sóc và trồng cây đẳng sâm này. Hôm nay có khá nhiều các cô ở đây để trồng phát triển. Ở đây là khu vực dưới một chút cho nên chúng tôi ở dưới đây đất nó hơi ít một chút, còn ở trên hôm trước tôi quay rồi, rất là rộng. Diện tích mà chúng tôi định dự án muốn trồng là rơi vào khoảng độ gần 100 ha cây đẳng sâm. Đấy các bác nhìn này. Đất như này các bác nhìn bên kia rất là tơi. Các cô ở đây làm rất là kỹ. Toàn bộ 100% là thuê bà con ở đây hết. Để hướng dẫn bà con cách làm việc luôn. Đó. Thì hàng năm thì cũng cố gắng để phát triển để làm sao để cho chúng ta có một cái vụ mùa nó một cái cây giống. Về những cái năm gần đây thì dược liệu nó phát triển rất là tốt. Cái đánh giá và cái tầm nhìn và đây hoàn toàn có đầu ra đầy đủ của chúng tôi trồng xong và chúng tôi cũng có đầu ra. Đó. Cái này thì hôm nay mấy anh em lên để cái thứ nhất là cung ứng giống lên. Và cái thứ hai nữa là kiểm tra lại những cái cây đã trồng rồi xem tình hình tốc độ phát triển nó như thế nào. Cái đất ở trên này được cái là thời tiết nó mát cho nên cái cỏ lên nhanh lắm. Cứ mưa phùn nhẹ thôi, hôm sau thời tiết mà nó ấm ấm cái là tự nhiên cỏ lại lên. Đấy, cho nên là cũng phải có cái biện pháp để xử lý. Là do là bây giờ đang trồng với cái số lượng rất là gấp. Đấy, cho nên là cái cỏ nó lên tôi cũng chỉ xử lý được sơ qua. Nhưng khi mà trồng xong thì là cái khâu quản lý cỏ và chăm sóc cái cây thì chúng tôi cũng sẽ sát sao hơn. Đất ở đây rất tốt này. Đất ở đây toàn bộ đất ruộng trên cao, núi đá. Thì hôm nay làm tạm một cái video như vậy cho bà con chúng ta xem đã. Còn mọi chi tiết thắc mắc thì bà con muốn hỗ trợ kỹ thuật trồng cũng như là mua cây giống thì liên hệ trực tiếp cho tôi. Là để tôi hỗ trợ cung ứng cây giống báo giá tốt nhất cho bà con, không qua trung gian. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm, là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cây giống và hỗ trợ bà con kỹ thuật tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.